Đài truyền hình FET và chương trình The Jimmy Show hân hạnh giới thiệu đêm nhạc Rước Tình Về Với Quê Hương, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của hai giọng ca từng khuấy động một thời, Sơn Ca và Bùi Thiện, cùng những giọng hát quen thuộc của Sài Gòn thời vàng son như ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tam Ca ABC với ca sĩ Vũ Anh, Bùi Thiện, Hoàng Hương. Chương trình sẽ được diễn ra lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại FET Studio, địa chỉ 10531 Garden Grove Boulevard, Garden Grove, Cali 92843. Mọi chi tiết đặt vé và bảo trợ xin liên lạc FET International Home Shopping 714-868-6868 hoặc Jimmy 801-916-2745. Ban tổ chức trân trọng kính mời. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Ba. Hả? Đúng rồi ba ơi. Sao con? Mùi mồ hôi của chồng con, mùi nếp hôi, mùi rạ mới, con đâu có thể nào quên được đâu ba. Còn đây, đây là miếng giá em đã khâu cho anh 2 năm về trước. Anh vẫn còn mặt từ ngày hôm nay. Này, bằng tay chai cứu này, anh đã chuốc lạc đang lợi, nuôi em từng bữa ăn. Làm cái gì làm tôi giật mình vậy? À, tôi nghe chị kêu tôi đó, giật mình hả? Ừ. Ồ, chị sao hồi hôm ngủ có nằm chim bao thấy tôi không? Anh tôi thấy chị đó. Hồi hôm tôi thấy chị dẫn tôi xuống bên Bạch Lằng ăn hột vịt lộn đó. Trời ơi, bữa nay có cái gì vui quá, cái mặt tươi giói vậy? Có cái gì vui nói chia vui tôi coi. Thôi anh ơi, anh đừng có dốc vừa vừa vậy. Làm gì anh thấy cái mặt tôi mà anh biết tôi có chuyện vui? Biết rồi, tôi nhìn cái mặt là tôi biết bữa nay có cái tâm sự vui rồi. Trời ơi, tôi nói cho chị biết, mình ỉa vào ở trong nhà này lâu quá mà. Còn lạ cái gì nữa, chị không biết tôi hả chị? Trời ơi, tôi nói chị biết á, ngoài cái nghề tài xế tranh công của tôi là lãnh lương tủ hàng tháng ông chủ bà chủ phát cho tôi đấy, tôi còn cái nghề đặc biệt không lứa nào biết hết trơn hết trời đó. Anh còn nghề đặc biệt nữa hả? Chứ sao? Ê, tôi thấy anh ngày tối chỉ có cái xe chui vô garage lo cái xe bà chủ thôi chứ nghề còn nghề gì đặc nữa đâu. Biệt ba tôi còn không biết nữa, ba nghề tôi gì? Nó còn không biết nữa. Nghề gì? Nghề tướng số, bói tướng bói số. Anh biết coi tướng? Coi tướng số, trời ơi, ngon lắm mà. Nè, sao hồi nào tới giờ anh không nói? Tôi thích cái cờ mà nghề bói tướng lắm. Anh ơi, anh nếu biết vậy đó, anh coi giùm tôi ha, coi coi tướng số tôi sao, vận mạng tôi làm sao, tương lai làm sao, chứ không lẽ tôi ở đỡ hoài gì sao? Chứ sao chị muốn giờ tôi coi tướng số chị? Tôi quảng cáo sơ cho chị nghe vậy là hả? Ông thầy tướng số Trần Văn Hương đó, còn tới giờ tôi coi tướng số nữa nè. Vậy sao? Giờ chị muốn coi tướng số nè. Anh coi giùm tôi nghe. Tôi sẽ coi cho chị, với điều kiện là chị phải nâng cho làng hoàng. Nâng thẳng thắng làng hoàng tuổi tế theo lệnh tôi à. Không có liệt cãi tôi à. Sao? Cãi tôi cái tướng nó quay lộn xộn tôi coi không có da. Sao? Bây giờ chị nâng xích tới chút xíu đây. Rồi chưa? Đây. Cho tôi ngắm chút xíu ha. Trời, cái mặt thấy thường lắm. Sao? Chuỗi bới mở con tôi nó la lối ôm sòm hà. Lúc đó bà con về, bà con đi đâu về á, không có biết ức giác gì hết trơn á. Bà con nhào vô vậy nè. Mày cứ chửi nó cho tao, mày đánh nó chết cho tao, ở tù tao chịu nè. Ai chửi tao nghe nè, tao muốn cưới cho mày á hả, 4 con vợ bé luôn. Jimmy xin kính chào quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn nhớ trong những lần trước Jimmy có mời một người nữ nghệ sĩ mà chúng ta đã yêu mến trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thoại kịch, đó là nữ nghệ sĩ Thúy Hồng. Thì hôm nay Jimmy mời cô trở lại cùng với chương trình Jimmy Show để cùng chia sẻ thêm về những quá trình sinh hoạt văn nghệ của cô. Xin quý vị cùng với Jimmy một lần nữa chào đón nữ nghệ sĩ Thúy Hồng. Xin chào cô.
Chào Jimmy, chào tất cả quý khán giả của show Jimmy Show. Thưa cô, con lần trước được nghe cô chia sẻ rất nhiều những kỷ niệm chiếc 75 của cô ở trong nước. Và hôm nay gặp lại cô đây thì con phải nói là chúc mừng cô. Bởi vì con thấy là trên YouTube bây giờ có một cái channel tên là Kịch Sống Túy Hồng. Con và khán giả trẻ được có dịp xem lại rất nhiều những cái vở kịch quay từ trước cũng như mới quay đây. Xin cô nói thêm về cái kênh channel YouTube đó. Đó thì là cũng do cháu của cô bên Việt Nam nó thấy là cô làm những cái đó mà nếu mà không giữ lại để mà chiếu lại cho khán giả coi thì cô cũng mai một. Cho nên là mới mở cho cái kênh đó cho cô. Đó thì chương trình đó lấy tên là Kịch Sống Túy Hồng. Thành ra là tất cả những cái vở kịch trước 75 cô cũng có trong đó, mình có được quay những cái hài đó. Rồi qua đây cũng có quay một mớ hài lúc cái thời gian đó còn sớm lắm. Thành ra với lại rồi sau đó thì cô lại bắt đầu là làm trường kịch. Thì cô làm trường kịch ở rạp Sài Gòn Performance Art Center. Thì nhiều lắm, bao nhiêu là dở theo những cái cốt truyện của những nhà văn nổi tiếng cái thời trước của mình đó. Mà tất cả mình ai đi học cũng phải có biết được những cái cốt truyện đó, giống như Đoạn Tuyệt của Khái Hưng Nhất Linh. Thì cô tạo ra một cái vở kịch đó và đồng thời là nhiều dở lắm. Thì cô có cái vở mà trong Việt Nam đã có sau khi cô diễn rồi thì mới quay phim. Cô lấy cái tên là Dòng Xoáy Cuộc Đời. Thì cô Hạnh Thúy viết đó. Thì cô cũng thích cái vở đó lắm. Nghĩa là trên dưới cô cũng đã 10 vở. 10 vở Trà Hoa Nữ. Rồi nhiều phải dòng nói tố của Vũ Trọng Phụng. Tố của Vũ Trọng Phụng con nhớ chứ tại vì giờ nhiều quá. Đúng cô rồi. Biết cái và cũng trước như là những cái vở mới vừa quay. Đó. Cái đó là cô quay rồi thì khi mà cô sau này cô không còn trình diễn trên sân khấu nữa. Tại vì không phải gì, cô rất nhớ khán giả và cô biết rằng khán giả vẫn còn thương cô lắm. Mỗi lần gặp cô thì cũng hỏi muốn tại sao cô không hát lại một buổi nào để coi. Thì cô nói là sức khỏe cô không cho phép, là tại vì làm cực lắm, 5-6 tháng cô là người viết kịch nữa. Thành ra vì lý do đó cô tạo lên một cái sân khấu mà ở rạp đó thì sức khỏe không cho phép. Cho nên là cô xin giả từ trên sân khấu, tại vì cô người khác thì lại dễ, ai cũng nói thì thôi chị cứ để rồi hát thôi, chừng nào cô chị khỏe chị hát, nhưng mà không phải vậy. Cô muốn là nếu cô không giả từ trên sân khấu đó thì cô sẽ còn ám ảnh, muốn làm hoài, muốn tổ chức hoài. Mà tổ chức bây giờ đã làm, con biết một vở kịch đưa lên sân khấu đó nó phải là 5-6 tháng. Đúng vậy. Để cho cô viết cái vở kịch ra, mình phải chọn vở kịch thế nào, để rồi bao nhiêu diễn viên để nó vô đó, vô trong cái vai đó. Thành ra là cô nghĩ là thôi thì cô cũng còn đam mê thì đam mê quá đi, nhưng mà đều có cái thôi, để còn bao nhiêu người sau lưng mình sẽ không có cô thì những người đó cũng sẽ tổ chức những cái chương trình về kịch. Thành ra là cô chỉ còn nhớ khán giả, nhớ sân khấu thì cô chỉ còn làm trên cái chương trình YouTube của cô là Kịch Sống Túy Hồng. Đúng. Cho nên quý vị hãy nhớ ủng hộ cái kênh YouTube đó. Và bây giờ trở lại với cái thời gian trước 75 thì lần trước con nghe cô nói về những cuốn phim cô đóng, trong đó có Các Chú Nhà Thờ nè, rồi Nhà Tôi. Bây giờ con nhờ cô nói thêm về cái phim Nhà Tôi. Nhà Tôi thì phải nói là thành công lắm đi, phải nói là cũng một trong những cái phim thành công ở Việt Nam lúc đó đó. Thì tại vì cô thích cái cốt truyện Nhà Tôi của Dương Anh, của nhà văn Dương Anh. Nhưng mà có lẽ là chắc nhiều người chắc cũng nghĩ như cô. Thì nhưng mà lợi thì nhà văn đòi tiền mắc quá. Tiền tác quyền hay mắc quá. Tác quyền mắc quá. Trong khi những cái cốt truyện khác đó thì là có thể là chừng 150.000. Nhưng mà cái này thì chú Dương Anh đòi tới 500.000. Thì nhưng mà cô về thì cô nói thì tập ăn chung trong công ty đó thì ai cũng nói, thấy nghe họ không muốn, là tại vì biết là mình thâu được bao nhiêu mà mua cái bản quyền không đó đã là 500 ngàn rồi. Thì cô, nhưng mà cô mê quá, cái cô cứ theo hoài. Mà chú Lâm Phương thì cằn nhằn, chú nói là thôi bây giờ đủ rồi, mình đâu có thiếu thốn gì đâu mà em phải cố gắng làm những cái khó khăn vậy. Sợ. Nhưng mà
đâu có cản được, con mê quá. Cái chuyện đó có cô mê nữa, thành ra là cô đi đến chú Dương Anh và năn nỉ. Năn nỉ thì là chú bớt chú có 50 ngàn, còn 450 ngàn. 450 ngàn. 450 ngàn. Cô mà, là người đi mua đó. Mà hãng phim sóng phim của cô đó, thì ngoài cô thì còn có ai cùng hùng hạp trong đó không? Cái sóng phim thì không có. Còn cái này của lúc đó thì cô có kết hợp với ông bà Phạm Hoàng Kim là Ly Đắc Phim. Rồi có cô Thanh Thúy nữa. Là cô có cùng một, cùng chung nhau đó, group, cùng group nhau đó. Yeah. Thì làm cái phim đó. Yeah. Thì có thể nói là cái phim thành công lắm. Lấy chồng là theo cung và phụ. Cho nên người ta lấy nhau người ta phải kén chọn kỹ lưỡng lắm. Lúc đầu đó thì mình chỉ nghĩ là mình chiếu thường trực luôn. Dạ. Đó cho nó dễ. Dạ. Cô thì có bổn phận lúc đó là chia ra thì cô coi tại Rạp Rex. Ừ. Đó, Rạp Rex gia đình cô chia nhau để mà giữ cái thu xếp đồ ở đó. Thì Rạp Rex rồi mỗi người ở Rạp ở Hòa Hưng, rồi người ở bên Chợ Lớn, rồi bao nhiêu còn Đại Nam nữa, Rạp Đại Nam nữa. Dạ. Thành mỗi gia đình giống như một chia ra từng cụm để mà take care đó. Dạ. Thì cô khi mà cái ngày mà cô chiếu phần của cô coi thì ở Rạp Rex. Dạ. Nghĩa là nói là đông không tưởng tượng. Mà phát vào ngày nào cô? Ngày 1 tới tháng 11. Oh. Mà con biết 1 tới tháng 1 thường ưa đảo chánh. Tại vì cái ngày đó là ngày Quốc Khánh. Ngày đó Quốc Khánh đó. Dạ. Thành ra là thấy cô chú Lâm Phương chở cô đi ra tới rạp. À. Mà lúc đó chưa vô được, không vô được, đông quá. À. Đông người quá. Cái rồi cái thành ra đứng nép ở xe hơi đậu ở nép ở bên Nguyễn Huệ đó. Dạ. Cái cô mới nói là để cô xuống cô hỏi thăm người ta tại sao cô sợ có lộn xộn cái gì. Ừ. Mà phim mình chiếu nhầm ngày này nữa là sợ lắm. Dạ. Đó, cái cô mới chạy xuống, có cái ông đó cũng đứng nó gần đâu đó đó, cái cô mới hỏi anh hôm nay gì mà chỗ này đông quá vậy, có chuyện gì không? Thì cái ông đó ông nói chứ có chuyện gì đâu, gia đình tôi với là bao nhiêu người đi coi phim nhà tôi. Trời ơi, mới nghe được nhiều đó mừng quá trời quá đất. Cô lật đật cô phóng lỡ xe, cô nói anh coi phim của mình đó. Nhưng mà đậu chấm. Thiệt, cái lúc đó sợ lắm con. Yeah. Đông đảo là đủ thứ chuyện đó. Yeah. Mà cái phim nhà tôi là nội dung về cái gì cô? Nội dung nói về cái chuyện của Dương Anh viết về một gia đình đó là cái cô Phượng này đó là cô đóng vai chánh. Ừ. Thì là có gia đình ở Mỹ Tho đâu đó. Điền chủ mà. Đó, yeah. Nhà giàu. Yeah. Còn ông Lá Thoại Tân lúc đó là đóng ở nhà dân. Đóng với chồng cô. Sau này thì thành chồng. Okay. Thì có chú mới đóng cái vai đó, thì chú nghèo mà nhà dân mà đâu có tiền có biết, nhưng mà thương cái cô này. Thương cô này. Yeah. Thành ra là tới cái ngày mà đi xuống để coi mắt á, với lại để này kia dẫn thêm người bạn mà quýnh quá rồi trong phim đó. Cái này là trong phim thì là mang chiếc dài bên này mà khác, mà chiếc dài bên này khác, đi coi mắt vợ mà vậy. Cho nó nhiều mà gồm hết bao nhiêu hài, mấy dương hài, những người nghệ sĩ hài có mặt hết. Thanh Việt. Yeah. Khả Năng. Yeah. Lá Thoại Tân. Thôi Thoại Tân là gia chánh rồi. Yeah. Còn Tùng Lâm. Oh, chú Tùng rồi Thanh Hoài. Đó. Hoài. Nghĩa là gồm hầu như là hết hài vô trong đó. Mà đó là phim hài luôn. Phim hài luôn. Yeah. Vừa hài mà có tình cảm. À. Tại vì cái chuyện đó, cái chuyện mà
người mà nhà văn mà đi 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 muốn cưới một cái cô mà con của điền chủ thì khó lắm, con biết không? Dạ, đó, nghĩa là mà nhà thì ở thì xuyệt xuyệt không biết 4-5 cái xuyệt, nghĩa là trên hẻm nào hẻm là nhà của nhà văn đó. Đó, đại khái có những cái nó làm cho mình tức cười đó con biết không? Còn mấy người làm hài đó thì là có những cái vai nó dính dấp tới trong này. Thì cho tới khi mà bằng lòng hết rồi, cái ngày đi cưới cô đó thì là một cái đoàn xe đi rồi mấy người mà hài đó là coi như bạn bè rồi xong mà của cô về rồi người này kia leo lên trên vai người nọ đặng rình coi hai người này như thế nào, không phải là gì nhưng mà coi có cái tình cảm ra làm sao mà bây giờ là thành vợ chồng đó. Rồi sau này thì mình sanh được hai đứa con, hai ba đứa con nhỏ vậy đó thì là dẫn nhau đi cấp rồi này kia mà đi một cái xe ộp ẹp, đi một cái xe nghĩa là ấy đó, cũ kỹ đó, thành ra là đi chết máy rồi phải xuống hết, vui lắm. Chú Lê Dân làm đạo diễn, chú Lê Dân làm đạo diễn cái phim đó vui lắm. Thành ra là chú Lê Dân sắp xếp cho là lúc đó vậy cái thì là chú La Thời Tân mới bắt cô phải ngồi trên cái tay lái, chú với mấy đứa nhỏ đẩy rồi cái cô đâu kịp đập thắng vậy đâu, đẩy toan đi luôn trời ông la, mấy đứa nhỏ la quá trời, vui lắm cái kịch vui, cái phim đó cũng vui lắm, vừa vui mà cái tình cảm nhẹ nhàng. Sao chị Dung với cô về? Dung sao đánh em? Nó nói tìm chơi với con nữa chị, biểu trên đời này hẻm ăn rồi chứ trả gì được. Lời ba biểu con được đánh em nghe chưa? Dạ. Con được nói không thèm chơi chị nữa nghe không? Dạ. Con thèm được ba hôn chị Dung trước, ba ẩm đồng ngon luôn. Ba hôn con sao là ba thương con nhiều hơn biết không? Ba hôn con thèm không? Lại đây ba hôn con. Không thèm không? Ba, đang hè tóc coi. Làm hè á, má nó, cho anh mượn đồ tóc giả đi. Thôi mẹ đặt hoài. Con, chạy vô buồng lấy đồ tóc giả của má. Đừng làm hư tóc em. Áo. À, đấy áo, rồi. Áo. Xuống con. Làm hè nha. À. Tay nha. À. Da 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 ni da ni da ni da ni. Vỗ tay đi, con vỗ tay lên nhé. Hay không? Bây giờ tôi bé tí nha, bé tí làm hề ba coi. Đây, tóc đây. Đứng lên. Hề đi. Hay quá, hay quá. Vỗ tay tụi con. Vỗ tay. Mà như chú La Thời Tân sau này cũng hay lên sân khấu giới thiệu là cô nhà tôi đó. Nhà tôi. Rồi mà chú là có làm cái có lập ra cái nhà hàng. Cái nhà hàng mà để chữ nhà tôi. Chú La Thời Tân đó. Chú La Thời Tân mở cái nhà hàng để chữ nhà tôi. Dạ. Cũng là cái kỷ niệm với anh nghệ sĩ La Thời Tân, ông cũng mất cũng 10 năm. Thì chúng ta nhớ về ông. Và sau một vài phút thương mại đây con sẽ nhờ cô kể thêm về những kỷ niệm. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị mà giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ Túy Hồng. Thưa cô, phần trước nghe cô chia sẻ về phim Nhà Tôi. Cô đóng với nghệ sĩ La Thoại Tân, rồi có chú Tùng Lâm ở trong đó nữa. Đủ, đông lắm. Rất là nhiều những danh hài lớn của Việt Nam mình. Thì con xin nhờ cô chia sẻ thêm những kỷ niệm với nghệ sĩ Tùng Lâm. Chú Tùng Lâm thì đã, nếu mà nói về cái kỷ niệm thì nhiều lắm. Tại vì chú từ khi Ban Dân Nam lẫn đó, cô với chú là coi như là chú coi cô như em út vậy mà. Thành ra là đóng từ hồi đó lẫn
chứ không phải là cái phim nhà tôi nữa. Nhà tôi là sau này thôi. Còn bao nhiêu thời gian nó dài, đủ thứ, đi đâu thì đi miền Trung miền Tây gì cũng có nhau hết đó. Thành ra chú thì hồi đó là có lần là cô với Thanh Thúy cũng chở đi xe đạp chở vô tuốt trong nhà của chú ở Tân Định đó. Đó cũng vô đó rồi để hồi lúc đó chưa có hát chung nha, chưa có quen đó. Đi vô để thì xin hát ấy. Xin chú đồ này kia đủ thứ. Thì lúc đó thì chú là còn phong độ trẻ lắm. Cũng là ca sĩ phải không cô? Chú là ca nè, chú diễn cái gì cũng được hết. Hình như lúc mà sau này, sau 75 thì chú Tùng Lâm qua đây cô cũng mời tới nhà phải không? Thôi chú qua nhà cô, ở với nhà cô. Rồi nằm dẫm đồ này kia. Mà chú qua cái ngày đầu tiên nói cho ngay, lâu quá mới gặp cô. Hồi cô về Việt Nam thì cũng không có gặp. Thành ra chú qua được đây chú khóc. Gặp là cứ khóc. Thương quá. Chú làm như tình cảm quá. Rồi với lại gặp là nghệ sĩ mà nhất là cỡ như cô là nó có thời gian gần nhau nhiều quá đi. Cho nên mà giờ mà biết mấy chục năm rồi mới gặp lại được. Cho nên chú gặp là chú khóc méo máu khóc. Thôi cái cô mới nói, thôi anh đừng khóc nữa. Anh khóc xấu lắm, giỡn đó, không biết không làm bộ nói nhau vậy. Và chú là ngày nào cũng qua, cô qua cô chở chú từ cái chỗ mà ta mướn chỗ cho chú với lại chú Thanh Hoài. Với lại đó, anh Đức lên, Đức, ta kêu Đức Lùng đó, thì tổ chức, thường tổ chức show, có mời qua, thì là cô phải tới đó, cái cô đón đi đây đi đó, rồi với lại qua nhà cô. Thì chú thích qua nhà cô, rồi nằm toàn ten trên cái võng đó, thành ra là, nghĩa là có thể nói là mình không biết làm sao nói được cái tâm tình của mình đối với nhau để mà trong những thời gian mà xa cách quá lâu, con biết không? Dạ, đúng rồi. Rồi cái biến cố 30 tháng 4 75 đó thì cô và gia đình qua Mỹ trong trường hợp như thế nào cô? Cô đi giờ chót là tới 28 29 đó. Thì dự trù đi lên phi trường đi. Nhưng mà lúc đó bắn quá. Lên đi không dám đi, cô khóc quá cô không dám đi. Thành ra phải trở về. Đó lúc đó trở về thì là nghe nói là không phải đóng cửa rồi không có đi đâu được hết. Thành ra là mình coi như mình kẹt lại hết. Thành ra lúc đó thì như lúc đó chú Em với Phương á, nhờ Em với Phương mà cô mới đi được. Là chú Em với Phương kêu cô với lại chú Lâm Phương là anh chị cứ ra ngày mai, anh chị ra kho 5. Đó tàu sẽ đậu ở đó đó. Tụi em sẽ có mặt đó, anh chị nhớ ra đó để mà đi chung luôn. Thì cô nghe rồi, mà lúc đó cũng hên là lúc đó điện thoại đâu có bắt được con. Khó lắm, đâu phải là kêu mà có thể là đường dây mà bắt được đâu. Nhưng mà cũng may mắn làm sao mà bắt được. Rồi cái nói chuyện cái thì là ngày mai cô đi ra bến, cô với chú Lâm Phương đi ra bến tàu. Nhưng mà trời ơi, nghẹt người hết, không có chỗ đâu mà lên. Tàu thì thấy ở dưới đó đó, mà người ta nghĩa là không còn chỗ đứng nữa, mình đi đâu. Rồi cái rốt cuộc không dám xuống. Cái rồi thấy có mấy người lính á, từ ở trên nhảy dù, lính từ nhảy dù, từ trại Hoàng Hoa Thám đi đổ xô, đi xe GMC xuống bến tàu. Cái rồi vừa đổ xuống, cái mấy ông nó chạy xuống. Mà lúc đó mình chưa có biết đi đường nào. Cái là còn đứng lay quay go đồ này kia với chú, với là mấy đứa nhỏ. Đó, thành ra là cái cô mới lại hỏi, anh ở đâu mà chạy xuống đây vậy? Nói tụi tôi ở trại Hoàng Hoa Thám. Bây giờ nó chiếm hết rồi. Thành ra là tụi tôi phải chạy xuống đây. Mà rồi cũng đâu có đường đâu đi. Đường ở dưới chật nữa, hết người rồi. Thành ra lúc đó cái chú Phương mới nói, thôi bây giờ mình đi lại chỗ nhà của cái anh Hoàng đó. Hồi đó là cũng làm chung trong biệt đoàn văn nghệ với chú Phương, với em với Phương. Thành ra chạy lại đó coi tình thế sao. Mà lúc đó là con biết, đi tới đó là họ đã bài trí súng ống rồi, đã trơn rồi. Cái là đi tới đó, cái lời hỏi cái thì cái một bà vú ở trong nhà người làm đó, nói cô chú ơi, đi chú Hoàng với lại chú Em với Phương đi xuống nhà vợ của chú Hoàng rồi. Bây giờ là mấy người đã lái xe đi xuống đó hết rồi. Cái là đi giờ cô chú xuống dưới đó mới gặp được. Cái là cô với chú mới là quay xe lại đi đi xuống đó. Đi tìm đường mà. Cái xuống dưới đó
ai về đó xuống tới nơi rồi thì nói là đang ở bến tàu. À. Đó, yeah. Mà con biết lúc đó đi tán loạn hết, mà có thể nói là lần đầu tiên trong đời mà mình còn nhỏ mà mình nhìn thấy thế nào là một cái quân đội thất trận. À. Áo đồ giặt dai đồ này kia, súng ống đồ nghe tôi nó loạn hết, mà đi thì đi ngược chiều nhau hết trơn, không còn biết cái nào là đi đường nào mà cho phải. Yeah. Thành ra là lúc đó là rồi cái thể thôi, cái mấy người ở dưới bên nhà vợ của chú Hoàng nói là như bây giờ là hai người chạy xuống bến tàu đi kho năm á. Hồi nào tới giờ biết kho năm là đâu đâu con. Cái chú mới chở mấy chị rồi này kia đi chung đó, ở dưới lại có con nhỏ ở đi theo nữa. Cái rồi chạy xuống, đi xuống bến tàu, mà bến tàu là nãy đi rồi, cái đi ngang cái chỗ cái con gái cô nó mới thấy nó có gì số năm. Nó có cái số năm này thì mới biết đó là kho năm vô đại. Vô đại đó thì giống như là mình đi tưởng tới đâu hay tới đó, vô đó cái thấy mấy người cảnh sát nó đứng đó thì thấy người ta biết mặt cô. Cái có chú một chú lính hỏi chứ cô Tuyết Hồng đi đâu đây, tôi nói tôi đi Mỹ. Nghe nó là nó đi Mỹ, mình cũng nói đi Mỹ rồi mà trời ơi con biết không, có biết gì đâu. Cái cho cô vô, cho gia đình vô. Nhưng mà cái một ông lính cảnh sát đó nói để chiếc xe lại cho mẹ ông. Chứ mà thì mình vô đó thì mình để lại. Đi. Mà đi vô rồi còn đòi cái giấy cạc vẹt mà cái giấy để mà chứng nhận là cái xe đó của cái rồi cô đưa luôn. Cái tàn đã gia đình lúc thúc chạy xuống vô đó đi, mà cô đi chân không nữa đó con. Đi quýnh quá mà làm sao chạy vậy được. Cái xuống dưới đó thì vừa xuống tới đó thì thấy em với Phương với lại nguyên cái nhóm mà đi đó. Ngoái, anh là chị Hồng, anh Phương, anh ở đây nè, xe tàu đây nè. Đó là cái tàu Trường Xuân. Cái tàu đó là cái tàu mà con biết chết máy rồi tùm lum hết, ghê gốm lắm. Đó, thành ra là chạy xuống tới đó thì nó có cái chiếc cano nó nằm ở ngoài. Còn chiếc tàu Trường Xuân nó tách ra đó rồi, nó đã tách ra rồi. Thì mấy đứa tụi nó chờ quá đó, cái nó lật đật nó quýnh, nó nói bỏ xuống cho cái chiếc cano đi. Rồi đó liền vali đồ xuống đó. Cái rồi tụi kéo cái đó lại đi vô gần cái chiếc tàu. Chiếc tàu Trường Xuân, cái là thì lúc đó là mới ấy rồi, cái thể là cô đồ cũng nhảy xuống, mà cô nhờ mấy người cảnh sát tao quen tao biết mặt. Hồi đó chương trình Sống Tuyết Hồng đó mà. Thì con biết tao biết mặt. Chứ chú Phương có nổi tiếng nhưng mà thật sự tao đâu có, đàn ông tao đâu có biết mặt. Thành đất nhưng mà vô được hết. Cái rồi đi tới đó cái và rồi lên được tàu Trường Xuân. Lên xuống cái ghe, cái cano thì mới đẩy được vô, kéo vô trong đó. Thì mới từ ở trên em với Phương rồi mấy người trong cái nhóm của gia đình kia đó, 15 người, từ trên nó cái bắt đầu kéo lên. Kéo mọi người lên. Đó, rồi còn chú Phương thì đỡ mấy đứa nhỏ lên. Đó, còn mấy người kia lên kia thì nắm tay lên. Trời ơi mà cô lên được, cô lên tới trên là cô khóc trời, cô khóc quá trời quá đất. Cái là chú Phương, chú Dỗ, chú Lâm, ở chú em với Phương á. Chị Dỗ mình đặng cho mình đừng có sợ quá đó biết không? Đó là những cái giờ phút đi đó. Giờ phút kinh hoàng mà cô kinh hoàng vĩnh biệt Sài Gòn. Nếu mà cô kể cái chuyện mà đi trên cái chiếc tàu đó còn ghê nữa. Người ta tự giận trên chiếc tàu trước mặt mình luôn. Và cũng may mắn là được tàu Đan Mạch cứu vớt và tới được Hồng Kông. Và sau một vài phút thương mại thì nữ nghệ sĩ Thúy Hồng sẽ cùng trở lại với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị mà giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ Thúy Hồng. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ về cái thời gian trước 75 thì con được biết là trước năm 75 cô cũng có trong ban Hoa Tình Thương phải không? Đúng rồi. Ban Hoa Tình Thương là ai thành lập và từ đâu mà có cô? Hồi đó là bà đại tướng Cao Văn Viên. Dạ. Mà cô thì lúc đó là rất được bà đại tướng thương. Thành đã coi như em vậy đó. Cái thành ra là cô mỗi cái cuối tuần thì bà đại tướng cho người nhà lại đón cô đặng đi vô nhà thương Cộng Hòa, đi với bà.
Dạ. Đó, thì đi vô đó cũng như là mình an ủi với lại thăm nom những người bị thương đó. Dạ. Thành ra là sau đó là cái thì tại vì cái thấy vậy đó thì bà mới có ý là muốn thành lập một đoàn văn nghệ. À. Thì đó thì lúc đó tại vì cũng có nhiều người là đứng sau lưng bà rồi. Yeah. Thành ra là bà mới nói sắp xếp để mà thành lập. Thành ra cô cũng góp ý là có Elvis Phương rồi này. Yeah. Kia. Thành ra bà mới cho kéo hết về để thành lập đoàn Quá Tình Thương. À, để hát cho những người thương bệnh binh hả cô? Đó, không, với lại đi cùng tiền đồn nữa. À, đi tiền đồn nhiều lắm. Yeah. Đi thí dụ đi chỗ nào mà đóng quân mà về nghỉ ngơi đó. Thì là cô đồ này kia tất cả cũng nguyên đoàn đi. Yeah. Mà cô nói cái kỷ niệm này vui lắm nha. Yeah. Có một cái đó là cái bài Tình Anh Lính Chiến. Lúc đó là chú Lâm Phương mới đặt ra cái bài đó. Yeah. Chiều Hành Quân với Tình Anh Lính Chiến. Mà Tình Anh Lính Chiến đó thì là lúc đó tới khi mà bữa đó là tới nghỉ dưỡng quân đó. Cái là ngồi dưới coi bên này mình hát. Mà bài đó mới ra. Thành ra là đâu có thuộc. Ở trong có người nhắc. Thì ngoài này cô mới hát. Yeah. Đó. Thì mà con biết không, lúc đó là cái sân khấu đâu phải có sân khấu mà người ta bao cái chung quanh đồ đâu. Cái nó trống mà. Cái không biết ai nhắc cô, không biết nhắc cô chú Phương hay ai cô không nhớ. Nhưng mà đứng ở trong cầm cái tờ cái bản nhạc như vậy nè, bọn giấy mà chưa ra in gì hết mà. Gió nó bay. Gió nó bay cái tờ đó đi. Cái thành ra đâu có biết gì đâu nhá. Cô cứ đâu có biết lời. Không nhớ lời mà rốt cuộc hát riết không chấm dứt được. Sau đó mình cũng thưa là vậy, tại vậy đó. Cái bài đó mới đặt nghĩa là nóng hổi đó. Là Tình Anh Lính Chiến với Chiều Hành Quân đó. Chiều Hành Quân. Mà sau này con thấy ở hải ngoại cô có hát lại cái có. Chiều Hành Quân rất Chiều là hay. Chiều Hành Quân, Tình Anh Lính Chiến nữa trong đâu trong này này. Dạ, như trong có Cũng Bằng Sống đó. Dạ. Đây nè, mà có. Nhắc đến những chặng đường lưu vong cái buổi đầu của cô và gia đình ở hải ngoại thì đầu tiên cô được bảo trợ qua tiểu bang nào ở Hoa Kỳ thưa cô? Cô được nhà thờ Lutheran hay là Baptist thì cô không nhớ. Dạ. Nhưng mà đều bảo trợ cho gia đình đi qua Virginia. À, mà Virginia Beach. Dạ, chứ phải là Houston phải không cô? Không không, Virginia Beach. Virginia Beach. Rồi tới đó rồi cái thì là nhà thờ bảo trợ ở đó đó cũng được 6-7 tháng gì đó. Là tại vì lúc đó qua tới đó rồi thì trên Fort Church, tất nhiên là cách đó 4 tiếng đồng hồ. Nghe tin cô với chúng quân về đó ở đó. Thì chung quanh đó đông lắm, đông Việt Nam, nhưng mà nó không phải là ở cùng chung với mình một chỗ mà ở bao chung quanh cách mấy tiếng đồng hồ đối với nhau vậy đó. Thì họ cũng nghĩa là đến thăm mình, nghe tin thì cũng đến thăm nhiều lắm. Cho hột gà, hột vịt tùm lum. Tại vì có nhiều người ta có chồng Mỹ rồi người ta đi trước đó con. Đó, thành ra là ta trồng khoai lang rồi có hột vịt đồ này kia. Trời ơi, nghe tin cô với chú Lâm Phương. Cái rồi cái ta lại ta thăm. Đó, rồi sau đó thì cô trên Fort Church cũng Virginia thì nghe tin vậy mới mời cô lên trình diễn. Ở trên đó tổ chức một cái đại nhạc hội. Thì có mời cô lên. Đó, thì cô lên thì cô đóng kịch. Đóng kịch hình như đóng cái chiếc áo mới đó, hình như vậy đó. Hình như đó thì rồi cái cô có kêu chú La Thoại Tân, chú Xuân Phát. Chú Xuân Phát lúc đó ở Arkansas. Còn chú La Thoại Tân thì ở Cali. Còn cô ở trên đó. Thành đã kêu để ráp lại. Cô Mai Hân đồ này kia hồi đó đó. Cô Yến Hương nữa cô ha. Cô Yến Hương, nhưng mà cô Yến Hương thì lúc đó không có hát. Nhưng mà cô lên đó thì cô diễn thôi. Chứ lúc đó chưa giờ về đó ở. Đó, cái cô lên hát cái buổi đó thì cô thường thường mỗi cuối tuần đó thì nhà thờ cho cô với chú Phương đi hát ở nhà thờ khác. Thì được lần 50 đồng, 50 đô đó, trời ơi vậy là ngon lắm rồi. Đúng rồi. Đó thì nhưng mà tới khi mà cô ra đi lên phone church để mà hát cái đại nhạc hội đó đó. Thì của hình như của ông Hoàng Đức Nhã rồi tổ chức với mấy người mà có ở Việt Nam mình làm cho tòa đại sứ rồi ở lại đó. Thì mời cô lên hát thì tất nhà thờ đó họ hỏi chứ lên hát vậy không biết mình được bao nhiêu tiền, có được tiền không, rồi chỗ đâu ở, nhà thờ lo lắm. Cái rồi hỏi cái thì là cái có anh Tảo là cũng bạn của chú Phương thì là anh cũng rành tiếng Anh. Anh là thiếu tá cảnh sát. Đó thì đi chung một cái thì cũng mới cho biết là có chỗ ở, có hotel, mà có mướn hotel cho mình ở.
và hỏi thù lao bao nhiêu. Thì chú mới nói là hồi đó mà trả có 500 đô. 500 đô. 500 đô. Wow. Cái chú nói với là nhà thờ là 500 đô, nhưng mà nó nghe bên nhà thờ ta nghe không có kịp. À. Tại vì đưa cô có mỗi lần hát có 50 hả? Thì tưởng chắc cũng vậy. Yeah. Hay là không có tiền nữa. Ừ. Đó. Nhưng mà nghe nó 500, cái nhà thờ cũng hết hồn. Yeah. Ờ, sao lại trả nhiều dữ vậy? Yeah. Nhưng mà đại nhạc hội mà con. Đúng đó. Rồi. Yeah. Thành ra là cái, rồi cái là tới chừng đó nhà thờ cũng mừng cho cô với lại tại vì mình được có số tiền lớn đó. Yeah. Cái rồi cái cho xe, nhà thờ cho xe chở cô với bữa hát đó, chở đi lên trên Phone Church. Yeah. 4 tiếng hơn vậy đó. Ừ. Đó thì lên là diễn rạp, diễn auditorium. Wow. Và hình như trong cái thời gian đó như cô với chú Lam Phương cũng có lên đài truyền hình của Mỹ có, phải không? Đúng ngày cô đi cô ra trại là Thanksgiving. Rồi là con thấy là tới Noel, New Year là đầu tháng. Đó. Ngày 1 tháng 1 đó. 1 tháng 1 đó. Cái nhà thờ, cái này nhà thờ tổ chức chứ mình có biết vậy đâu. Nhà thờ tổ chức để cho tất cả người Việt Nam chung quanh. Tại vì lúc đó biết cô là ai rồi. Cái chuyện này nữa mà trước khi mà biết cô là ai với chú Lâm Phương là ai đó còn buồn cười nữa. Là tại vì á khi mà bảo trợ cho cô rồi thì là cái ông thiếu tá không quân cũng trong nhà thờ, cái đi báo tin nhà thờ, biểu là đi báo tin hết cho người Việt Nam biết là nhà thờ của mình bảo trợ được một đôi nghệ sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thì bên này tao quý mà con, tao quý nghệ sĩ lắm. Cái đi cái rồi cái chú Tảo thì chú biên tên, thì chú đâu có biết là biên cái nghệ danh của mình để là Lâm Đình Phùng là tên chú Phương. Còn cô là Trương Thị Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, không biết không? Đó. Cái rồi vậy, cái rồi đưa cái cho cái ông thiếu tá này, ông mới cầm đi khắp chung quanh đó hết, của ông đưa cho người ta coi. Đây này đôi nghệ sĩ này nổi tiếng lắm ở miền Nam, nhà thờ này, nhà thờ của chúng tôi bảo trợ nè. Cái rồi đưa cho mọi người coi, đi ở đâu người ta không lắc đầu hết, không biết, không biết tên. Ủa sao nổi tiếng mà sao không ai biết tên được vậy? Lâm Đình Phùng với Trương Hiền Anh. Cái rồi cái ông này ổng trời, tới khi mà ổng không ai biết hết, ổng đi về, ổng đi về mà ổng đi thất thểu vô, cái ông nói sao tôi hỏi mà không ai biết vợ chồng này là ai hết. Đó. Cái rồi cái đưa cái chú Tảo nhờ chú tiếng Anh đó, cái đưa cái tờ giấy cho chú coi. Cái chú dòm thấy tên thiệt không à? Trong giấy tờ. Cái chú nói không được, cái này là trong giấy tờ. Còn cái mà stage name á là để là Lâm Phương Túy Hồng. Mày phải đi hỏi người ta bằng cái tên này người ta mới biết. Cái là đưa cho ổng. Qua ngày hôm sau ổng về một cái kia là ổng bước có 3 bước chạy vô tới nhà cô rồi. Đưa đầu xe, ai mọi người biết hết rồi, mọi người biết hết. Nhà thờ mừng lắm. Đó, lúc đó là mừng lắm. Đó là những người Mỹ đã đón chào những người tị nạn đầu tiên của mình năm 75. Và sau một vài phút thương mại thì nữ nghệ sĩ Thúy Hồng sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị mà giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ Thúy Hồng. Thưa cô, những cái kỷ niệm mà lúc nãy cô kể trong cái bước đầu tha hương ở bên Virginia, vậy thì bao lâu thì cô mới dọn qua Cali này thưa cô? Thì ở bên đó có, để coi, tổ chức nhiều show lắm. Là tại vì CBC đó, con biết băng CBC không? Dạ biết ạ. Hồi đó là đang đi lang thang ở Thái Lan qua. Dạ. Rồi nghe tin cô chú Lâm Phương được đang ở đó, đang ở Virginia, Phone Church. Cái là tối tâm nói với anh chị làm ơn tổ chức đưa hát cho tụi em hát. Em bây giờ mới qua đây chưa biết vậy. Cái thành đó, 4 giờ sáng cô nghe vậy, cô ngồi vậy cô làm chương trình liền. Cô làm cái chương trình đại nhạc hội đó. Dạ. Trời ơi, cô thì cô không hiểu riết, cô không hiểu cô làm sao. Cái là làm cái chương trình để cho CBC, ban chắc. CBC hát. Rồi có cô Mai Hân nè, Mai Ngân là chị của cô Mai Hân. Rồi nhiều lắm, nhiều. Cô Trúc Mai nữa cô hát. Trúc Mai nữa, cô Trúc Mai qua. Rồi cô Khánh Ly. Không, lúc đó chồng có Khánh Ly. Chú La Thoại Tân, chú Xuân Phát. Đầu qua, rồi nghĩa là mình lúc đó mới hát, rồi gom góp một số được, một số nào đó. Thì đó là tổ chức tại
Funchess. Đó. Yeah. Thì đó đó là mà cô tổ chức thành công vô cùng. Yeah. Đó. Rồi ở bên đó bao lâu thì cô mới dọn cô ở bên đó là để coi. Cô còn chiếu phim nữa chứ. Ừ. Chiếu phim của hãng Mỹ Vân á. À. Năm Vua Hề Dài Làng gì đó rồi tùm lum hết. Cô mới lấy đó mà chiếu. Ừ. Cô chiếu. Trời ơi, người ta đông coi mê quá. Ừ. Tại vì nhớ quá con biết không. Ừ. Đó. Rồi sau đó khi chết, chiếu hết một số phim rồi. Ừ. Thì cô mới bắt đầu là không phải gì là tại vì lạnh quá. Ừ. Lạnh quá mỗi lần mà đi làm vũ trường đó. Yeah. Cô phải lập ra vũ trường để hát cho có tiền. Yeah. Mà cứ dời bữa nay dời cái chỗ này. Ừ. Rồi tuần tới dời chỗ khác. Yeah. Đó rồi chỉ khán giả đi lạc, mình lạc luôn hết. À. Té muốn chết luôn. Yeah. Tuyết đó con. Yeah. Đấm lợi cái trời. Thành ra là cô quyết định mà tại chú Hoàng Cầm, vợ chồng chú Hoàng Cầm quyết định trước. Ừ. Là đi về Texas. Yeah. Cái kêu cô đi. Yeah. Cái cô nói trời ơi, thì bây giờ mình đi nữa. Ừ. Thì cô mới bàn chú Lâm Phương. Thì bây giờ hai gia đình hợp tác làm giờ mà bên cặp kia đi về từ Texas. Ừ. Còn mình đem mình sao. Dạ. Thành ra rốt cuộc cô cũng đi theo luôn. Đó, đi theo về Texas. Dạ. Đó, lúc đó là về Texas. Bên này mình sợ tuyết gần chết ha. À. Đi về ở Dallas. Mới về nó cũng phải không phải ngay Dallas mà Granbury đó. Ừ. Đó là ở cái thành phố đó. Ừ. Đó giữa Houston với lại Dallas. À, yeah. Trời mới bước cắm đầu xuống lái xe xuống tới đó trời ơi tuyết ơi là tuyết con ơi. Trời mình sợ muốn chết ở trên biển vỏ dừa là vỏ dừa đó. Đó. Cái là thành ra về đó. Nhưng mà rồi cũng về cũng lập vũ trường nữa. À. Vũ trường không phải mình bỏ tiền ra mà mình xây. À. Mà lúc đó mướn chỗ. Ừ. Cứ mướn hết chỗ này tới chỗ kia. Yeah. Mướn rồi chạy qua chạy lại rồi cứ mỗi lần cứ mỗi tuần đó cái làm cái flyer mới để coi có ca sĩ thay đổi hoài mà. Yeah. Đó, tại lúc về bên kia họ cũng đâu có, bên Cali lúc đó đâu có hát gì đâu nhiều con. Đúng tất rồi. Cả đều qua cô hết à. Yeah. Đó. Cái sau đó cái cô hát được rồi cái rồi cô mới dời lên Houston. Ừ. Đó, dời lên Houston. Lúc đó ban ca nhạc bốn phương đó mấy của bốn phương. Của mấy bốn phương đúng. Yeah. Rồi. Đó thì đang trụ trì ở Houston. Yeah. Tới khi mà cô đi qua. Yeah. Thì họ mới thì nhóm anh em đó mới đổi qua bên Cali. Yeah. Thì cô làm đó, cô làm suốt ở đó lâu ạ. Yeah. Hình mấy, như cô xây luôn cả cái xây luôn cả cái vũ trường. Yeah. Đó. Yeah. Hợp tác với lại một anh em chừng hai người. Yeah. Làm một vũ trường đó. Yeah. Đông không tưởng tượng con ơi. Wow. Tại vì cứ đi gia đình có mười mấy hai chục người cái bàn mà sắp dài ra vậy đó. Yeah. Rồi ban nhạc thì chú Hoàng Cầm. Mm. Với lại chú Lâm Phương với. Mm. Lại thêm mấy kèn rồi trống. Mm. Đó, mấy đứa bây giờ cô cũng còn lâu lâu gặp lại nó đó. Yeah. Đó thì là làm ban nhạc. Mm. Đó. Những ca sĩ nào thì đó cộng tác với vũ trường của cô? Ca sĩ đâu đó có cô. Cô có hát cô luôn. Ừ. Yeah. Rồi cô Ginny Mai từ bên Pháp sang. À. Cô mất rồi đó. Yeah, ừ. Rồi. Đó ở nhà cô luôn mà. Ừ. Rồi cô kia Karen Kim từ Chicago. À. Ừ. về dọn về ở dưới chỗ cô. Ừ. Đặng hát cho cô. Yeah. Rồi Paolo. À, anh Paolo nữa. Yeah. Là từ Cali bay qua cũng. Yeah. Dọn vậy đó ở tại vì chỉ có cô làm vũ trường thôi. Yeah. Thành ra mọi người qua đó coi như là về hát bên đó. Về hát bên đó mà hơn. Bên cạnh vũ trường mà con còn thấy cô làm băng nhạc nữa như cái cuốn băng sống đấy nè. Băng sống hồi đó đúng Houston. Rồi đó là cái cuốn đầu tiên mà khi cô qua Houston đó. Yeah. Là 1978. Yeah. Rồi cái thì là mới là suy nghĩ ra tại vì bài của chú Phương viết về những cái cuộc đi này cũng nhiều bài lắm. Đúng. Thành ra là Sài Gòn ơi vĩnh biệt rồi này kia nhiều lắm. Con tàu định mệnh. Con tàu định mệnh rồi này kia. Cái gì mà nó thành ra là cô mới quyết định làm cuốn CD này. Yeah. Để ra mắt. Mà yeah. Mà đó đâu có chỗ phòng thâu Việt Nam. Yeah. Phòng thâu của Mỹ. Yeah. Đó, để có Karen Kim đồ hát này con. Đúng có Thanh Tuyền nữa này. Tuyền nữa. Có cô Thanh Tuyền. Yeah. Rồi Elvis Phương. Yeah. Rồi chú Hoàng Cầm với cô. Yeah. Đó. Rồi từ đâu cô mới nảy ra ý định làm băng video mà con thấy còn những cái poster như trong cái cuốn album mà cô đưa đó cho là con. Cái từ khi cô qua tới. Yeah. tới Cali rồi. À qua Cali rồi. Cô vợ. Yeah. Cô qua Cali rồi. Khoảng năm 8 mấy cô? 81. À, 81 đó là đó. Cô dọn qua Cali. Đó, dọn qua Cali. Và cô thực hiện những cuốn băng sống này. Cuốn băng sống, sống 1, sống 2, sống 3, 4 nó giải thoảng luôn. Dạ. Yeah. Con nghe nói cái thời đó thì một cuốn băng như thế này nó mắc lắm phải không cô? Đây này để coi. Yeah. Có giá tiền ngay đây để cô coi thử coi.
Hình như con coi giùm cô đi. Ôi trời đất ơi, thời đó một thép một thôi đó ha. Một cô. Thép một thôi mà 59 đồng quý vị. 59 đồng. Đó. 59 đồng. Trong khi đó bây giờ Blu-ray hình như có 30 đồng. Đó, 59 mà in không kịp bán. In không kịp bán. Ừ, Mỹ dạ. In đó chứ không có Việt Nam. À. Ừ. Đó con thấy không? Dạ. Không có nói sai là tại vì tiền nó còn nằm ở đây nè. Dạ. In. Như là cái kịch sống mà cũng ban đầu tiên á là vợ ghen. Ghen. Dạ. Rồi có ca sĩ hát. Dạ, đó, như là đây là đó. Cái lối của cô lập ra như vậy. Ừ. Sau này rồi không ai tưởng tượng là cô lại nghĩ tới cái điều này. Dạ. Có ca sĩ hát rồi. Có kịch nữa. Có kịch nữa. Sau này chú Lai nói, em cứ làm vậy đó, ăn khách đó. Ừ, đó. Ông nói nghe ngon quá ha. Hồi sáng này ông hỏi tôi như vậy đó hả? Là tôi nói chuyện với ai hả? À, bà phải nói cho tôi biết. Được rồi. Ông hỏi tôi trả lời đàng hoàng. Tới chừng mà tôi hỏi là ông cũng phải trả lời cho tôi đàng hoàng nghe chưa? À. Hồi sáng nay đó, khi ông chở tôi tới chợ Bến Thành, tôi nói chuyện với ai? Ông có thấy hay không mà ông hỏi tôi? À, ông có thấy hay không? À, bà ngon ha. Có thấy hay không rồi nữa? Chứ sao? Ông có thấy hay không? Ông có thấy tôi nói chuyện với ai hay không? Trong tâm tâm. Một lát tôi cho bà xà lan tan ta. Thấy cô cũng làm rất là dài, từ ghen rồi sóng dài nhiều lắm, rồi sóng ba đây sóng ba thì nè, có chiếc ống mới sóng, có sóng bốn nữa nhưng mà cái không biết cái bìa nó nằm ở đâu. Dạ, rồi đoạn tuyệt đây nữa, đoạn tuyệt rồi sóng năm ở đây nữa nè, là đó, dạ. Đó nhiều lắm, có cái sóng năm cũng vui lắm. Dạ. Thường những cái này ngày xưa mà cô tự phát hành như vậy đó thì còn các đại lý thì chắc người ta cũng lấy các tiểu bang, cũng cô cũng chuyển nhiều. Hồi đó đó con, là tại vì người ta quý nghệ sĩ qua được có đâu có bao nhiêu người, mà được mình có những người nổi tiếng vậy nè, ở tiểu bang đồ người ta trông cho có gì coi, đâu có đi đâu có qua trình diễn được đâu. Thành ra là có hồi đó là video chứ không có DVD gì đâu. Video trời, nghĩa là qua Mỹ thâu á, thâu cho cô đó ha, mỗi lần vậy đó một ngàn cuốn. Mà con ơi nó hết điền liền luôn vậy đó. Đó. Và đâu có dừng lại ở lĩnh vực mà phát hành video, con thấy cô thời gian đó nghe cô nói là có lập ra những hãng chuyển âm nữa. Từ đâu mà từ một người nghệ sĩ thoại kịch mà làm chuyển âm vậy cô? Sự thật ra là từ ở Việt Nam cô đã có chuyển âm rồi, cho hãng phim Alpha. Đó, là... rồi mình đã có cái kinh nghiệm đó rồi. Thì khi qua đây, khi mà cô làm phim, khi mà thấy phim, cô có quen với một ông này là chủ một cái nhà hàng ở tại Houston. Là cũng có muốn ca nhạc đồ này kia vậy đó. Cái thì là thấy cô này kia cái mới nói là bây giờ là muốn làm ca nhạc cho cái nhà hàng của ổng. Thành ra là cái lúc đó mà mình, rồi sau đó thì là có một lần thì cô đi qua Cali thì gặp ổng cũng qua đó, cái đó mà bàn. Cái thì cái cô mới nãy sanh ra cô nói chứ ổng, tôi hỏi chứ anh anh qua đây có công việc gì không? Ổng nói liệu qua đây vô cái tiệm, là cái tiệm bán video đồ này kia đó, là lớn lắm ở trên Los á. Đó là bạn của ổng. Cái ổng kêu cô đi với ổng lại coi. Thì lại coi thì cái cô mới nói trời ơi, tại vì phim hồi xưa mình phim, đó. phim mà giống như Mùa Thu Lá Bay được, con nhớ chiếu ở Việt Nam mình mê gần chết. Rồi bao nhiêu của Kim Dung nữa. Đó, cái lại nói trời ơi sao anh, cô là cô gợi ý. Mấy cái này, mấy bao nhiêu cuốn này tại sao không chuyển âm ra tiếng Việt đi, chứ đâu có tiếng này làm sao người ta coi. Lúc đó là họ đâu có làm tiếng Việt. Cái rồi cái mấy người đó thấy chí lý quá. Cái ông chủ tiệm đó ổng cũng đồng ý. Rồi cái người bạn của cô là cũng đồng ý, là người bạn cô là chỉ giống như là trung gian thôi, giới thiệu thôi. Cái là rốt cuộc rồi cứ kêu lên trên San Francisco là ông Jack Su, ông đã tên Jack Su, là ổng là chủ hết bao nhiêu hãng phim của TVB nè, rồi Asia đồ này kia đó. Thì cái mời lên, mời lên, cái rồi cũng mình cũng trình bày cho biết là Việt Nam đây cũng đông, bây giờ đã có nhiều rồi, thì nghĩa là bây giờ hầu đó bên Việt Nam có làm phim, có làm tiếng vô tiếng Việt, nhưng mà những phim ngắn, không có phim bộ. Giống như là Bộ Thú Lá Bay, mỗi cuốn một cuốn phim lẻ không. Đó, thì
ông này ông nghe chí lý quá, tại vì bao nhiêu tiểu bang chứ đâu có phải đúng, là một tiểu bang này không đâu. Dạ. Cái thành ra ổng đồng ý, cái ổng nói bây giờ ổng mời cô ký giao kèo. Dạ. Là độc quyền, nghĩa là làm cho ổng chầu đất có ai làm nữa đâu mà độc quyền. Dạ. Ký giao kèo là làm phim cho ổng chuyển âm. Ổng hỏi chứ có người nói không? Hồi đó là con biết không, ở bên đó có muốn cũng không có người, thành ra cùng mình có, tôi nói có. Thì đó có chú Hùng Cường, La Thổi Tân, rồi chú Hoàng Long, rồi chú Ngọc Phu, đồ này kia đó, thì là dòng chung quanh đó, rồi cô nè, rồi cô Hà Mỹ Hạnh nè, đó. Hình như con gái của cô cũng có là chuyển âm. Chưa đâu. Đó, đi học, nó đại học mà. Yeah. Đó, cái rồi cái thành ra là cô mới sắp xếp đồ này kia để mà cái phần chuyển âm, thì cô mới nói với ông chủ đó, nói thì bây giờ hiện tại cũng có rất nhiều đó, nhưng đó những người từ Việt Nam rồi qua đây đó là những diễn viên của tài tử đâu Việt Nam. Cái là ổng đưa phim cho làm, ổng ký, cô ký cái phim đầu tiên là bữa cô nói con đó là cái gì mà có chú Bảy đó, Kinh Hoa Xuân Mộng. Đó là cái ông Giác Xu đích thân ổng nói đây là cuốn phim ăn khách nhất ở bên Hồng Kông, cái đó. Lưu Tùng Nhân đó. Lưu Tùng Nhân đó là dưới U Minh Toàn. Đó. Đúng. Thì là đó, bây giờ là đưa cho cô thử, đưa cho cô thí nghiệm bằng cái phim hay nhất, đó, là bắt đầu làm bằng cuốn phim đó đó. Mà cô nói thiệt chứ con, hồi đó làm thô sơ lắm, đâu có phải là bây giờ sau này, nghĩa là một người operator ở bên phòng kia, thiếp phòng kiến bên kia, ngồi nghĩa là bấm máy, bên này mình 5-6-7 người vậy đó, để diễn. Một người diễn bậy cái là làm lại hết. Giống như là thiệt luôn chứ không thiệt phải... luôn chứ nó không có ấy được, con chưa có cái kỹ thuật. Rồi đâu có thâu từng người đâu phải không? Không có thâu từng người. Đó rồi cái thì bắt đầu đó, rồi quánh lộn hay là đập chén đập ly vậy phải có để sẵn hết. Có đó rồi đập rồi đánh bàn ghế rồi kiếm, đánh kiếm rồi nữa lấy cây rồi đập tùm lum. Đánh thiệt luôn chứ đâu kỹ xảo gì đâu. Thì để mà lấy cái tiếng vô. Hồi đó mình đâu có chưa có cái sao vậy phải con biết không? Đó thì làm vậy đó. Mà lâu lắm mới được cuốn phim. Tại vì có nhiều người đâu phải chuyên môn trặc hoài, mà trặc một người làm lại hết. Đôi khi có những cái cuốn phim cái thời gian tám mấy hay có nghe được cái giọng của chú La Thổi Tân hay giọng của cô nữa. Nghe cái lời biết là giọng ai liền. Đó thì đã. Rồi sau đó rồi cái bắt đầu làm thêm cái Tiếu Ngạo Giang Hồ. Rồi Cô Gái Đồ Long không cô? Cô Gái Đồ Long là sau này. Còn cái rồi cái gì mà Di Tiểu Bảo là Di Tiểu Bảo, Lộc Đỉnh Ký đó, đó là Diệp Thảo là vô đó là cái đầu tiên mình đắm giờ làm vai chánh. Từ đâu mà cô tìm ra được anh Việt Thảo mà mời vô? Không, cũng làm chung với cô cũng vô thì đó, nhưng mà nó chưa có bắt đầu làm cái gì mà cho vai đàng hoàng. Đó rất là đông người gia nhập vô. Có nhiều người cải lương nữa. Đó thì vô làm. Nhưng mà sau đó rồi đó, trời ơi con ơi, như cái gánh hát vậy đó. Là tại vì mỗi người đem món ăn tới trưa được, thí dụ vậy đó. Thì cô đây cho nấu một nồi cơm thiệt là lớn. Đó, rồi đồ ăn trắng miệng với hấu đồ vậy đó kia. Còn mỗi người đem món ăn. Đó, sắp một cái bàn dài thiệt là dài. Ở trong phòng chuyển âm nguyên một ngày luôn. Ở được cả một ngày, cho được một giờ break. Wow. Có break, rồi vô phải bấm thẻ đàng hoàng đó con. Yeah. Đó, làm ấy. Rồi cái thì nhưng mà sau này đó thì là người ta biết được, giống như con mà biết được cái giọng đó. Giọng cái thì cô, ông chủ ông mới nói chứ bây giờ đó là ông đưa cái bộ mà Lộc Đỉnh Ký đó, ông muốn cô phải ráng tìm được những giọng mới, trẻ đồ này cái gái thằng, tại vì biết sao thằng Lộc Đỉnh Ký này đó nó có tới 7 con vợ. Thành ra là ở đâu phải có người mới chứ. Đúng rồi. Đó thành ra là cái cho vô vậy đó. Cái rồi cái ổng nói hồi đó ổng còn biết, ổng kêu cô Tuy Hồng không à, Tuy Hồng cho mày 3 tháng làm một cuốn này thôi. Đó mày cứ lo một cuốn này làm 3 tháng để mà tìm những người mới không. Mới đó thành ra sau này mới có một đợt mình mới không, chứ hồi đó đâu có ai. Cô với cô Hà Mỹ Hạnh với cô Kim Xuân Lan đâu vậy đó, chứ không có ai. Rồi cái là còn nam thì là Hồng Cường, La Thổi Tân, chú Ngọc Phu rồi Hoàng Lâm. Đúng rồi. Toàn là cũ không mà ai. Đôi khi thấy có người Bắc vô lòng tiếng nữa. Không, người Bắc đó là làm ở bên Hồng Kông. Ủa là có một cái nhóm riêng. Nhóm ở bên Hồng Kông. Chạy Hồng Kông nữa. Ở trong trại ra. Có Việt Nam mình ở trong trại trong hàng đó. Chỉ có xứ Quảng, xứ nào. Tiếng Quảng rồi vô đó cái rồi lúc đó làm
tại là làm rẻ. À. Đó. Còn mình đây làm thì phải đúng giá tiền. Dạ. Đó. Hồi đó thí dụ cô lãnh làm đó thì sáu một một episode là 600 đồng, dạ, 600 đô. Ừ. Thì một cuốn ra đó là 1,200. Wow. Đó. Làm, để cô chia đều cho mọi người. Rồi thì cô trả lương theo cái tên tuổi với lại cái ấy đó, rồi thì là coi như là vậy đó, là lúc đó là làm vậy. Thì sau này đó còn mấy người mà bên làm bên Hồng Kông á, sao ta cũng thử, ta thử coi có rẻ không, thì rẻ quá rồi. Yeah. Nhưng mà ra bên này khách mà bán bên này ta không chịu. Bên này ta không chịu nghe cái giọng đó. Yeah. Thành ra là rốt cuộc cũng trở về cô làm. Yeah. Vì lúc đó là cô quản lý bao nhiêu là cái phòng chuyển âm cô? Cô đó là em. Sau đó rồi cái cô này TVB, yeah, Asia, yeah, Đài Loan. Là ba. Ba cái. Yeah. Lúc đó mới có ba cái vậy đó. Ba cái là trời chết giấc luôn rồi đó. Yeah. Thành ra là chia nhóm. Sáng cô đi làm cho tới nhiều khi cô ngồi luôn tại phòng chuyển âm đó. Tới tối. Rồi ăn cơm nước đồ đó. Rồi cái rồi xong rồi cái là bắt đầu cái ca thứ nhì vô cũng 11, 12 giờ đêm nữa. Làm cô cho tới sáng luôn. Tôi thấy trong phim Sớm Vắng đi, cái giọng của cô Lưu Tiết Hoa là ai vậy cô? Cô Nga. Cô Nga. Cô Nga. Cái người này cũng tìm từ lâu lắm rồi. Cô Nga. Dạ. Rồi trong Võ Tắc Thiên, ai Võ đâu? Võ Tắc Thiên là chị Hằng. Chị Ánh Hằng là con cô. Chị Ánh Hằng con cô. Cho nên Thái giờ Bình công chúa rồi đó. Thái Bình công chúa Võ Tắc Thiên là chị Ánh Hằng là con gái của cô. Cho nên bây giờ quý vị nghe được cái này thì còn nhớ cái giọng chuyển âm cái thời gian đó. Phải nói đó là một cái thời mà cộng đồng Việt Nam mình, nhất là những người mê phim bộ, mê bỏ phim ăn bộ, bỏ ngủ bỏ việc làm luôn để coi phim bộ luyện phim trưởng thôi. Chắc cũng gợi lại rất nhiều những kỷ niệm cho quý vị. Cô qua đây cô quay được hai cuốn phim. À. Là Gia Đình Cô Tư. À. Với lại cái cô Út. Yeah. Thì Bùi Xuân Duân á. Yeah. Đạo diễn Bùi Xuân Duân nổi tiếng lắm á. Yeah. Là đạo diễn. À, đó ông cũng mất rồi. Yeah, đó. Rồi. Thì hai cuốn phim chiếu tại rạp Việt Nam mình ở đây nè, rạp thủ đô đó. Rạp thủ đô. Đông khách, nghĩa là 2 giờ mới hát mà 12 giờ trước 12 giờ đã xếp hàng từ ngoài đường đi vô tới trong này để coi phim. Yeah. Đó. Gia Đình Cô Tư con có coi rất là hay. Đó, dễ thương. Vui đó. Ồ, là chiếu rạp chiếu, lớn luôn. Rạp lớn đó, rạp lớn đó. Đông khách lắm con ơi. Xé giấy tờ nó vứt đi, sợ nó lôi tôi đi về. Cái thằng nó thấy mình mới qua, nó kiếm chuyện nó gạt mình. Phải cho nó một trận mới được. Ai biết mày gạt chi cho bị đòn vậy? Trời đào quá, tưởng nói chơi chả làm thiệt. Trời đào quá. Linh Đan, ủa mày đâu rồi? Sao đến trễ vậy? Kìa, cứ đâm cái đèn đỏ, không trễ sao được chứ. Mày có chuyện gì sao mày không lấy điện thoại phức cho rồi đi. Tao muốn thấy cái mặt sửng sốt của mày mới được. Chuyện gì mà ghê quá vậy? Yêu. Tao đang yêu. Dun, dun, da, da. Mà thành phần diễn viên còn có ai trong cái Gia Đình Cô Tư cô? Gia Đình Cô Tư là Hùng Cường. Dạ. Yeah. Chú Quang Cầm. Dạ. Yeah. Rồi Dân Sơn. À, chú Dân Sơn. Cô Ngọc Nuôi nữa cô ha. Cô Ngọc Nuôi. Dạ, yeah, cô Mai Lệ Huyền. Rồi chú Xuân Phát. Dạ. Yeah. Mai Lệ Huyền. Dạ. Yeah. Vợ chú Xuân Phát cũng có. Linh Đa Trang Đài nữa. Linh Đa Trang Đài, rồi với lại Ngọc Anh, ca yeah sĩ. Đó. Rồi mà hình như những cái hình ảnh đó là quay hình ảnh thiệt, quay tại nhà cũng như quay là hết trong, quay phim đàng hoàng. Yeah. Đó, con thấy tụi nó nhảy xuống hồ tắm không? Dạ. Yeah. Đó thì cũng như là trong vũ trường Ritz nữa cô ha. Đó đó, đó yeah, vũ trường Ritz, Thanh Tuyền đồ hát, rồi Cát Anh Kim đồ hát. Yeah. Là thật hết. Mình yeah quay phim rồi lên Las Vegas nữa. Yeah. Đó. Bác. Cưới đâu con mặc vậy? Dạ đâu có, áo đầm thường thôi mà ba. Của Mimi đó ba. Dạ đâu có, nó kêu con tới xem. Áo cưới của Linda hả? Dạ dạ không phải đâu ba. Oh my god, chút xíu nữa là ông thấy cái áo cưới tao rồi. Mày sơ yếu mới vô mà không chịu khóa cửa.
Mày đám cưới bộ mày định giấu ba má mày nữa sao? Thôi tao đi thay áo cho lẹ, không ổng mà trở lại á. Trốn không kịp rồi hỏng hết gì. Linda nè, mày yêu ai thì kệ mày. Mày muốn lấy bao nhiêu thằng thì kệ mày. Còn mày đám cưới mà mày giấu cha giấu mẹ, mày còn giấu luôn tao nữa thì thôi. Là hết nước nói phải không? Thường ngày mày nổi tiếng là mi nổi loạn, chống luật lệ gia đình lắm mà. Tự nhiên hôm nay lên mặt đạo đức như bà cụ non vậy đó. Mà lấy chồng á, mà theo kiểu môn đăng hộ đối. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Là tao chống đó đến cùng, tại vì đó là cổ tục, là hủ tục. Còn mày lấy chồng mày phải thưa với cha với mẹ, đó là nề nếp của gia đình, phải giữ, phải tôn trọng. Sao mày... Mày talk too much. Mày misunderstand tao rồi. Vậy chứ cái áo cưới nào mà mày try lúc nãy? Của mommy tao đó. Vì ba tao ở Việt Nam tình cờ tìm thấy mới gửi chú Tám tao đem qua. Biểu dấu, đưa riêng cho tao cất. Để đến ngày anniversary, ngày cưới của ba má tao mới được đem ra. Là đi cả đoàn đi lên trên đó quay. Đó. Rất là kỷ niệm qua hai cuốn phim gia đình cô Tư và cô Út. Với lại cô Út. Mà trong cô Út nó có một diễn viên là đài có cái trang đài cái này đài trang. Đó là đóng phim Mỹ nhiều lắm á. Mà những cái phim mà phim giống như chiếu vào buổi trưa đồ này kia đó. Đó. Cô đó. Dạ vâng, hôm nay rất là vui được nghe lại thêm hai cái kỷ niệm đóng hai cái phim đó của cô. Bây giờ có vài lời cuối xin cô gửi lời chào khán giả. Bây giờ cũng Tư Hồng cũng nhân cái dịp này có Jimmy Show theo đuổi một năm rồi thì bây giờ là đem trút hết cái tâm sự là bao nhiêu là từ mở đầu cuộc đời địa trận nghệ thuật của Tư Hồng. Bây giờ là đã chấm dứt lên sân khấu rồi. Thì chỉ còn lại là bây giờ là làm YouTube. Kịch sống Thúy Hồng vẫn còn đó, là có những cái cũ đem lại kỷ niệm bao nhiêu cho khán giả. Và đồng thời Thúy Hồng vẫn tiếp tục quay những cái vở kịch ngắn thôi. Đó, có tình cảm của Hồ Biểu Chánh này kia, nhưng mà chỉ ngắn thôi, không như sân khấu là 5 màn thì nó quá dài. Thành ra là vẫn còn làm. Và bao nhiêu diễn viên mà từ hồi trước cái giờ cộng tác ở trong Việt Nam dẫn ra hải ngoại để mà đóng lại với cô. Thành ra xin quý vị nếu còn nhớ đến ban kịch sống Tuy Hồng thì cứ mở YouTube ra kịch sống Tuy Hồng là sẽ xem là được rất nhiều những cái vở kịch mà Tuy Hồng bảo đảm rằng quý vị hồi trước tới giờ có nhiều khi không chưa được coi. Đó. Và cái đó, niềm đó là cái niềm mà để cho Tuy Hồng được cái hân hạnh mà còn gặp khán giả bằng những hình ảnh trên màn hình. Dạ, đúng rồi. Anh đã cảm ơn, rất cảm ơn nhiều. Cảm ơn Jimmy, cảm ơn show của Jimmy. Và bây giờ thì Tuy Hồng cũng đã vào cái tuổi lớn rồi, xế chiều rồi. Nhưng mà cũng còn được chút sức khỏe. Thành ra cũng còn được phục vụ quý khán giả trong chương trình Kịch Sống ở YouTube. Tôi xin cảm ơn rất nhiều quý khán giả. Nếu mà đã xem chương trình Jimmy Show, Tuy Hồng đã đưa hết cái tâm tình ra rồi. Nỗi nhớ nhung sân khấu, nỗi nhớ nhung khán giả như thế nào. Xin quý vị đến Jimmy Show của những để xem những lời tâm sự của Thúy Hồng. Cũng như là trên YouTube Kịch Sống Thúy Hồng để vị coi lại những vở kịch cũ cũng như những vở kịch mới. Còn chúc trang YouTube đó được nhiều khán thính giả yêu thích và cũng như quý vị nhớ subscribe để chúng ta có thêm được nhiều những cái vở kịch mới từ nơi trang của cô. Xin cảm ơn cô thật nhiều và cùng với lời chào vừa rồi kết thúc chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình chiều tới. Đài truyền hình FET và chương trình The Jimmy Show hân hạnh giới thiệu đêm nhạc Rước Tình Về Với Quê Hương, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của hai giọng ca từng khuấy động một thời, Sơn Ca và Bùi Thiện, cùng những giọng hát quen thuộc của Sài Gòn thời vàng son như ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tam Ca ABC với ca sĩ Vũ Anh, Bùi Thiện, Hoàng Hương. Chương trình sẽ được diễn ra lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại FET Studio, địa chỉ 10531 Garden Grove Boulevard, Garden Grove,
Cali 92843. Mọi chi tiết đặt vé và bảo trợ xin liên lạc SET International Home Shopping 714-868-6868 hoặc Jimmy 801-916-2745. Ban tổ chức trân trọng kính mời.